Rất hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Đi Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống website nhadatdihung.com và trên hệ thống fanpage Facebook Zalo Nhà Đất Đi Hùng bán nhà của Vấp và Tân Bình. Buổi chiều hôm nay Hùng sẽ đến với một siêu phẩm nhà phố hiện đại với thiết kế rất đẹp và được gia chủ xây dựng là một trệt, một lửng và ba lầu. Nhà mình có thang máy nha mọi người. Với diện tích căn nhà là ngang 4m2, độ dài 18m và nằm trong một khu mini phố đồng bộ toàn nhà lầu rất là đẹp và cao cấp. Khu này nó khoảng chừng 20 căn nha mọi người. Và đây là một khu xây mới, phân lô rất đẹp, đường rộng, đường lên tới 10m. Và chúng ta để ý mặt tiền, mặt chính căn nhà. Và đây là con đường trước nhà mình nha mọi người. Một con đường nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một con đường nhựa 10m. Cái mặt tiền đường chính, đường lớn của chúng ta khoảng chừng 100m thôi. Và đây là một khu dân cư đồng bộ của nhà mình. Một khu dân cư rất đẹp và cao cấp. Một khu xây mới hoàn toàn, khu phân lô, diện tích là ngang 4m2, độ dài 18m một căn. Và hôm nay Hùng sẽ gửi đến một căn đẹp nhất thiết kế theo kiến trúc hiện đại năm 2020, nằm trong khu phố này, một căn nhà có thang máy nha mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong tham quan căn siêu phẩm nhà phố thiết kế theo kiến trúc hiện đại rất đẹp và cao cấp năm 2020 này nha mọi người. Bên ngoài chúng ta có một lớp cổng sắt, phía trong chúng ta có một cái lớp cửa nhôm Sinpha, và sát với lớp cửa nhôm chúng ta có một lớp màn rèm cửa. Và đây là gara xe hơi của nhà mình. Nhà mình thì thiết kế theo phong cách là một trệt, một lửng và ba lầu, với kiến trúc sử dụng và không gian sử dụng là gara xe hơi đậu được xe hơi, xe máy từ 4 đến 7 chỗ. Phía sau là không gian phòng khách, phòng bếp trên tầng lửng, 4 phòng ngủ, phòng giàn thờ và sân thượng trước sau. Và hướng nhà mình là hướng bắc, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này là một căn nhà xây dựng rất đẹp và thiết kế cũng như trang trí nội ngoại thất cực kỳ cao cấp theo kiến trúc châu Âu nha. Và bên trong thì chúng ta để ý này, phía dưới chúng ta ốp gạch 60m2, giá đá để chúng ta đậu xe, và bên dưới thì gia chủ có đổ bê tông nha. Và trên tường chúng ta có giấy dán tường, trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Đây là khu vực gara xe của nhà mình. Khu vực này thì chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ. Nhà mình thiết kế theo kiểu kiến trúc lệch tầng cực kỳ sang. Và với một căn nhà đang chào bán giá bán hơn 8 tỷ như thế này, chúng ta có thang máy, diện tích rộng lên tới 18m, thì quý anh chị cũng như những vị khách hàng quan tâm đến căn nhà này có thể alo trực tiếp đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Những quý anh chị nào có xe hơi thì đây là căn nhà rất là phù hợp cho mình, chúng ta mua ở hay là mua làm văn phòng công ty cho thuê, vì đường trước nhà rất là rộng lên tới 10m, xe hơi xe tải ra vào và quay đầu được luôn. Và vị trí cũng khá đẹp, nằm trong khu cao ráo của phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây chúng ta có một khu vực để tủ để đồ như là giày dép, mũ nón và các vật dụng khi chúng ta đi ra ngoài về nhé. Có một cây xanh ở dưới này. Bên trong thì chúng ta sẽ tới với khu vực vệ sinh dưới tầng trệt. Đây là khu vực vệ sinh dưới tầng trệt và cầu thang máy. Cầu thang máy nhà mình là cầu thang máy 450kg nhé. Chúng ta có một cái khu vực thang máy và một khu vực vệ sinh ở đây. Di chuyển vào trong đây thì chúng ta sẽ tới với khu vực cầu thang này. Cầu thang lệch tầng này. Nhà lệch tầng thì chúng ta sẽ có cái một cái cầu thang đi lên khu vực không gian phòng khách. Phía dưới cầu thang chúng ta có một cái khu vực trồng cây. Di chuyển lên đây thì chúng ta sẽ có không gian phòng khách. Với không gian căn nhà như thế này thì trước đây Hùng đã gửi đến mọi người một căn nhà như thế này rồi, nhưng mà diện tích nó nhỏ và đường nó hẹp hơn. Thì đây là một căn nhà có đường lớn hơn, diện tích lớn hơn cho quý anh chị chúng ta chọn lựa, nó dễ dàng hơn. Những sản phẩm nhà bán như thế này thì rất là hiếm có ở khu vực quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và giá bán anh chủ nhà đang chào bán cho căn nhà này, một căn nhà sổ hồng chính chủ, diện tích ngang 4m2, độ dài 18m là 8.888.000.000 đồng, còn thương lượng. Quý anh chị quan tâm thì có thể gọi trực tiếp cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nhé. Với giá bán như thế này thì chúng ta thấy toàn số 8 thôi, rất là đẹp cho quý anh chị chúng ta mua ở, mua làm phòng công ty hay là cho thuê. Bên trong khu vực gian phòng khách dưới tầng trệt này thì chúng ta có tủ kệ tivi này, tranh hình tranh trên tường, có sofa, và phía sau thì chúng ta có giếng trời, khu vực trồng cây xanh. Đây là khu vực nhà mình thì có hai giếng trời nhé, một giếng trời ở giữa và một giếng trời ở phía cuối nhà đây này. Dưới bên đây ánh đèn chiếu sáng rất đẹp này. Trong nhà mình thì có những cây xanh như thế này. Chúng ta ở trong nhà có màu xanh thì nó rất là tốt cho sức khỏe, cũng như là rất là tiện cho mình có thể chăm sóc. Và căn nhà mình có màu xanh nó mát hơn rất là nhiều với những căn nhà không thoáng.
Những căn nhà mà người ta thiết kế thoáng thì mới trồng được cây ở phía trong nha mọi người. Đây là tầng lửng ngược bên trong, Hùng sẽ quay cho mọi người nhìn. Đây là giếng trời này, giếng trời phía sau này. Diện tích căn nhà này rất là dài, ngang 4m2, độ dài 18m và diện tích công nhận số là 72m. Và diện tích xây dựng nó nằm khoảng 65m2 nha. Và chúng ta nhân lên cho 5 sàn thì chúng ta biết là diện tích xây dựng của căn nhà. Và nhà mình thì đã có sổ hồng hoàn công năm 2020 rồi. Sổ hồng chính chủ, pháp lý rõ ràng. Chúng ta mua nhà và xem nhà bên Hùng, chúng ta được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được xem sổ hồng và những giấy tờ liên quan, được giảm giá ngay ít nhất từ 2 đến 500 triệu đồng một căn. Và tất cả những căn nhà bên Hùng chào bán đều là những căn nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, giấy tờ đẹp, sang trọng, sổ hồng mới 2020. Và chúng ta mua sẽ công chứng và nhận nhà ngay trong ngày. Đây là không gian phòng khách phía ngoài, phía trong. Bên trong là bên ngoài là gara xe hơi và xe máy nhá. Ở đây chúng ta có một cái bàn này, cái bàn để ngay giếng trời giữa nha. Nhà mình có hai giếng trời nha mọi người. Rồi chúng ta di chuyển lên trên để tham quan không gian phòng bếp cũng như là bốn phòng ngủ căn nhà này. Cầu thang chúng ta ốp gỗ căm xe và chỉ thì chúng ta đi chỉ màu trắng, lan can thì bằng sắt sơn màu trắng, tay vịn được làm bằng gỗ căm xe. Lên trên đây là tới không gian phòng bếp ở phía trước. Với cái thiết kế như thế này thì nó giống như căn nhà Hùng đã gửi đến mọi người trước đây, một căn nhà 4m2, độ dài 17. Nhưng mà đường căn nhà đấy thì nó hẹp hơn, đường đó chỉ có 4m thôi nha, còn đường này lên tới 10m. Quý anh chị quan tâm thì có thể gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Trên phòng khách trên tầng lửng này chúng ta có một bộ bàn ăn 6 ghế theo kiểu bàn ghế Hàn Quốc này. Trên tường chúng ta vẫn sử dụng giấy dán tường, ốp nhựa, trần thạch cao. Và khu vực tủ kệ bếp chúng ta sử dụng tủ nhựa và có mặt đá màu trắng này. Tủ nhựa thì rất là bền và chống muối mọt rất là tốt nha mọi người, cũng như là chống nước luôn. Bên này là bồn rửa và bên này là khu vực đặt bếp cũng như là bồn rửa, khu vực máy hút mùi, lò ghi sóng. Đây là không gian bếp của nhà mình. Đây, toàn bộ không gian phòng bếp này thì nó khá rộng, chúng ta có thể để những bộ bàn ăn. Đây chúng ta để bộ ăn thì đang rất là rộng rãi này. Đây là bếp. Và điều đặc biệt cái không gian cái phòng bếp của nhà mình thì Hùng sẽ cho mọi người thấy này. Phía trước không gian phòng bếp của mình là một không gian cửa lùa 4 cánh suốt toàn bộ ban công phía trước. Để chúng ta mở hết ra, chúng ta lấy gió ngay vào không gian phòng bếp của nhà mình. Và có một hàn song sắt tròn để chúng ta chống trộm. Và bên ngoài không gian ban công lan can phía trước này là trồng cây xanh nhé, phủ mát hết luôn ở khu vực không gian bếp. Chúng ta mở ra cực kỳ thoáng. Đây là những cái điểm nhấn nhá cũng như là những cái hay của căn nhà này. Và với một căn nhà đẹp, đường rộng, xe hơi xe tải ra vào thoải mái, gần mặt tiền đường, phù hợp vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, thì đây là một trong sản phẩm có đầy đủ những tiêu chí mà quý anh chị đang quan tâm và muốn mua. Thì quý anh chị mình quan tâm đến căn nhà đẹp có thang máy này thì hãy gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, hoặc chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathihung.com, cũng như trên hệ thống website, fanpage Facebook, Zalo Nhà Đất Hy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình. Chúng ta xem những cái mẫu nhà bán mới đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Rồi chúng ta sẽ vào thang máy đây, chúng ta di chuyển lên trên lầu. Trên lầu thì chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ full nội thất. Nói chung là nhà mình sẽ chỉ việc xách ba ly về ở thôi. Tất cả nội thất bên trong chúng ta đã có sẵn hết rồi. Đây là thang máy mini của gia đình mình. Thang máy này là thang máy dành cho gia đình được 450 kg, dành cho 6 người đi cùng một lúc nha mọi người. Và đây là không gian bên trong thang máy, rất đẹp và thoáng, có điều hòa và có gọt gió luôn. Chúng ta đang lên lầu 1 để tham quan hai phòng ngủ đầu tiên. Nhà mình có 4 phòng ngủ cũng như là phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nhé. Rồi chúng ta sẽ bước ra khỏi thang máy và tham quan hai phòng ngủ đầu tiên, hai phòng ngủ full nội thất nhé. Ta sẽ vào tham quan phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước thử. Phòng ngủ phía trước của nhà mình, cái của nhà mình này, với khu vực tủ áo và tủ kệ tivi được làm một bên. Đây, đây là dàn tủ áo và dàn tủ kệ tivi chúng ta được làm bên tay trái nhá, rất đẹp và cao cấp. Phía dưới là sàn gỗ. Đây là khu vực đặt giường ngủ, với giường ngủ 1m8 này, máy lạnh ngay đầu giường, máy lạnh Asano nha, 1,5 ngựa. Và phía ngay đầu giường thì chúng ta ốp nhựa composite
Bên ngoài là khu vực ban công và những cái lam phía ngoài mặt tiền. Ban công nhà mình thì trồng cây xanh này và những cái lam mặt tiền trước phía trước trồng cây xanh rất là phủ bóng, rất là mát. Và phòng ngủ số 1 của nhà mình thì đầy đủ nội thất, chúng ta chỉ việc mang quần áo về thôi. Đây là phòng ngủ đầu tiên của căn nhà, nhà mình có 4 phòng như vậy nha. Quý anh chị đang xem video trực tiếp tại căn nhà bán một siêu phẩm nhà phố, một căn nhà phố tuyệt đẹp thiết kế theo kiến trúc châu Âu kiểu mới năm 2020 đang được Huy Hùng chào bán và gửi đến đại gia đình mình trên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình. Quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ với bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1 với bồn cầu, lavabo rửa mặt phía ngoài. Và bên trong của nhà mình, bên trong đây phòng vệ sinh sẽ là bồn tắm nằm và bồn tắm hoa sen. Đây. Đây là phòng vệ sinh nha. Rồi chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 2. Cửa phòng ngủ thì chúng ta sử dụng cửa gỗ sồi. Phòng ngủ số 2 thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ phía sau khá rộng. Đây, phòng ngủ thiết kế rất là đều, với những ánh sáng rất là lung linh và đẹp. Có giường ngủ mét 8, chăn ga gối đệm, rồi cây xanh trang trí. Tủ đầu giường, tủ áo, máy lạnh đều có sẵn hết. Phòng ngủ số 2, một không gian rất nhiều màu xanh. Đây là khu vực phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng vệ sinh thì có cửa sổ ra khu vực giếng trời. Phòng ngủ phía sau thì cũng có cửa sổ ra giếng trời luôn. Đây nha mọi người, nhìn khá là lung linh. Phòng ngủ phía sau căn nhà này thì anh chủ nhà thiết kế rất là hay này, với hai cửa sổ ra hai giếng trời, một giếng trời ở giữa và một giếng trời phía sau. Đây là một căn nhà quá tuyệt vời đi. Diện tích rất rộng. Đây là phòng ngủ thì có máy lạnh sẵn nha. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển lên trên lầu để tham quan khu vực không gian phòng ngủ số 3 và số 4 nha mọi người. Nhà mình có thang máy luôn, nên là quý anh chị có người già thì ở trong căn nhà này thì cảm giác nó tuyệt vời hơn. Vì người bố mẹ mình già không leo được đau chân thì chúng ta đi thang máy nó tiện. Còn Hùng thì cúc bộ đi cho nó nhanh nha mọi người. Cầu thang thì ốp mặt nhà gỗ căm xe rất là đẹp. Ta lên tham quan hai phòng ngủ phía trên thì nó giống như vậy này. Tủ áo và tủ kệ tivi vẫn để bên tay trái của màn hình chúng ta. Và đây là khu vực phòng ngủ số 3 thì chúng ta cũng có giường ngủ và tường ốp nhựa, có máy lạnh. Phía trước vẫn là ban công với một không gian mở. Ban công phía trước này thì nó làm thực kiểu khác nha, với không gian mở rất là rộng này, trồng rất là nhiều những cây xanh vào không gian căn nhà mình rất là mát. Một cửa lùa 4 cánh giống như dưới tầng trệt. Đây là phòng ngủ số 3. Bên đây là dàn tủ áo và tủ kệ tivi với những tranh ảnh trang trí trên tường. Giá bán cho căn nhà này Hùng đang chào bán là 8 tỷ 888 triệu đồng. Còn thương lượng nha mọi người. Quý anh chị quan tâm thì có thể gọi trực tiếp cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 3 thì chúng ta thấy này. Nó cũng có bồn cầu, lavabo rửa mặt phía ngoài. Bên trong là bồn tắm nằm và vòi tắm hoa sen. Phòng ngủ số 3 của căn nhà mình thì nó giống vệ sinh, nó giống phía dưới. Chúng ta sẽ lên khu vực không gian phòng ngủ số 4 nha. Phòng ngủ số 4 này mọi người. Đây thì chúng ta ốp nhựa màu trắng, có máy lạnh phía trên. Bên này là tủ kệ tivi. Và bên đây của căn nhà mình là phòng ngủ với giường ngủ được đóng sẵn với mét 8 này. Trên tường người ta dán giấy và ốp nhựa composite kết hợp với hai giếng trời cực thoáng và phòng vệ sinh phía sau. Rồi, để khỏi mất thời gian thì chúng ta sẽ di chuyển nhanh lên khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Nhà mình thì thiết kế theo kiểu lệch tầng nhé, nằm trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu của phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà tuyệt đẹp. Trên đây là khu vực không gian phòng giặt. Đây là khu vực không gian phòng giặt của nhà mình. Và phía sau là sân thượng sau với khu vực để máy ra máy lạnh, khu vực trồng cây xanh và được rào chắn rất là kỹ rồi. Có một lớp cửa lùa Sifa 4 cánh ra ngoài. Giếng trời ở giữa. Khu vực hộp cầu thang máy.
Và phía ngoài đây là phòng thờ và sân thượng phía trước. Đây là phòng thờ nha mọi người. Phòng thờ đây, gia chủ đang để hai ghế đây. Và ngoài đây là khu vực sân thượng phía trước. Quý anh chị để quan tâm đến một trong những căn nhà đẹp nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích khủng, đường rộng, giá cả hợp lý và nằm vị trí đẹp, vừa ở vừa kinh doanh, buôn bán, cho thuê, văn phòng công ty. Một căn nhà thiết kế theo kiến trúc kiểu mới năm 2020. Hãy gọi cho Hùng ngay theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Một căn nhà với không gian xanh mát và thiết kế bố trí tuyệt vời, ngay trục đường của đường quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, nhà đất Hùng xin chào và hẹn lại quý anh chị mình ở những video tiếp theo.